viên chức kỹ thuật y được áp dụng bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước ban hành kèm theo nghị định 204/2004/NĐ-CP. Cụ thể, chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng 2 được áp dụng hệ số lương viên chức loại A2, nhóm A21, từ hệ số lương từ 4,40 đến hệ số lương 6,78. Chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng 3 được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98. Chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng 4 được áp dụng hệ số lương viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06. Mức lương viên chức kỹ thuật y thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 bằng hệ số lương nhân mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng trên tháng. Theo đó, mức lương viên chức kỹ thuật y từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sau khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng như sau. Kỹ thuật y hạng 2, hệ số thấp nhất là 4,40 với mức lương 10.296.000 đồng trên tháng, hệ số cao nhất là 6,78 với mức lương 15.865.200 đồng trên tháng. Kỹ thuật y hạng 3, hệ số thấp nhất là 2,34 với mức lương 5.475.600 đồng trên tháng, hệ số cao nhất là 4,98 với mức lương 11.653.200 đồng trên tháng. Kỹ thuật y hạng 4, hệ số thấp nhất là 1,86 với mức lương 4.352.400 đồng trên tháng, hệ số cao nhất là 4,06 với mức lương 9.500.400 đồng trên tháng. Lưu ý, mức lương nêu trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp trợ cấp khác.